Nhanh quá. Chấp giấy, chấp titan rồi tới chấp đom. Chấp đom là đời cao nhất. Chấp đom thường sử dụng cho những nghe dòng 4312 đời cao như là 4312MK2. Nó giá 28 triệu. Và phân khúc tầm 2 3 triệu các bác lựa chọn con 4312A. Rất ok rồi. Những dòng này thì sản xuất ở hàng Mỹ nội nha các bác, California USA. Nên là các bác săn lùng những cặp này để nghe nhạc, tại vì thời kỳ này nó sản xuất loa ra, họ nghiên cứu và thi đua âm thanh với nhau, với những cặp loa này ra tiếng rất là hay. Và có những cặp loa đời mới bây giờ nghe không bằng nó, nên là nó vẫn được săn lùng rất là nhiều nha các bác. Này, tiếng loa. Vâng, và tiếp theo em giới thiệu cặp loa cũng lâu lâu mới có hàng, tại shop em đó là 4312A Custom Monitor. Thì 4312A thì các bác có thể liên tưởng tới cặp 4312B MK2 màu đen, thì nó y chang vậy thôi, cũng cấu hình là một bass, một mic và một chép titanium. Đấy. Nhưng mà con A lại được săn lùng nhiều hơn, bởi vì sao? Con A nó sử dụng thùng gỗ lạng các bác, còn con B thì nó cái thùng đen rất là khó chịu. Thì nó sẽ rỉ hơn, thùng đen nó sẽ rỉ hơn khoảng 2 đến 3 triệu nha các bác. Thùng gỗ lạng thì nó thứ nhất là độ bền và thứ hai là cái sự hồi cổ, và thứ ba là cái bố trí trong phòng khách chúng ta với những cái thiết bị bằng gỗ rất là tuyệt vời, như là những bộ ghế gỗ và những vật liệu gỗ vẫn được đánh giá cao hơn so với những cái thùng dán da màu đen. Đấy, gỗ thì nó mới bền hơn rồi. Đây là cạnh phía bên tay trái của tay phải của cặp loa, tất cả vuông thành sắc cạnh nha, sắc cạnh hết nha các bác. Và thùng gỗ lạng vân gỗ rất là đẹp, cặp này màu đậm nha. Giá cặp 4012A Castro Monitor là 23 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship. Đến dòng A này thì trạm loa đã sử dụng là trạm loa bắp chuối nha các bác. Đời cao này là sử dụng trạm loa bắp chuối nha. Vuông thành sắc cạnh đó nha. Đây các bác thấy. Tí nữa em sẽ mở thùng vách cho mình nội thất và cái tiếng loa các bác cùng xem nhé. Loa chắc bãi về, thùng vách đẹp keng hết nha các bác. Đây là trạm bắp chuối rồi nha các bác, nó sử dụng trạm bắp chuối rồi. Trạm bắp chuối nha, cắm lên thật là sử dụng. Chúng ta có thể vặn ra và cắm mỏ chim vào, rất là tiện. Cặp này tuyến loa rất là đẹp nha, tất cả lo được kiểm tra và hoạt động hoàn hảo nha các bác. Các bác vì chỉ việc cắm xài thôi, lo chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Tiếng lo rất là đẹp nha. Giá bao ship là 23 triệu, chỉ khoảng đủ em bớt 300 ngàn. Đây, mời các bác cùng xem tiếng lo nha. Đây là lo tiếng lo đây. Bass 30 nha các bác, vẫn sử dụng cấu hình bass 30. Đặc trưng ở dòng 4312. Hay, tiếng lo mic và lo sử dụng thép titanium, thép titan các bác, nó có khứa khứa. Còn đời cao hơn nữa nó sử dụng thép dom nha các bác, thép giấy, thép titan rồi tới thép dom. Thép dom là đời cao nhất. Thép dom thường sử dụng cho những nghe dòng 4312 đời cao như là 4312MK2. Nó giá 28 triệu và phân khúc tầm 2-3 triệu các bác lựa chọn con 4312A. Rất ok rồi. Những dòng này thì sản xuất ở hàng Mỹ nội nha các bác, California USA. Nên là các bác săn lùng những cặp này để nghe nhạc, tại vì thời kỳ này nó sản xuất loa ra, họ nghiên cứu và thi đua âm thanh với nhau, với những cặp loa này ra tiếng rất là hay. Và có những cặp loa đời mới bây giờ nghe không bằng nó, nên là nó vẫn được săn lùng rất là nhiều nha các bác. Này, tiếng loa rất đẹp nha các bác. Hai vi tinh chỉnh phía trước cho các bác mình chỉnh can thiệp vào dây mic và dây trep nhé. Khi các bác ghép với đèn thì các bác sẽ can chỉnh được dây trep cao lên đấy, qua volume phía trên. Giá là 23 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Đấy, các bác có gồm cái gồng này, sơn tròn rất đẹp luôn nha. Đấy, tiếng lo này, gồng lo rất đẹp luôn nha. Đây các bác, gồng lo này, sơn tròn, đây là trep và lỗ thông hơi. Hai vi tinh chỉnh này, mic này, mic vere liver, đây liver có nghĩa là cấp độ đấy. Còn mic là mình có thể nghĩ tới lo trung rồi, còn hai là chép đấy, dài cao
chúng ta có thể cân chỉnh. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác là chốt cặp loa 432A này, thì alo cho em Chiến nhé, em Chiến ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác.